lão thầy lý hét lớn khiến cậu giật mình tiểu tử tiếp theo ta dạy ngươi thực chiến tuyệt chiêu bát hàn quyền rồi từ phía sau chạy lên tung lên một quyền hàn chiến giật mình trở tay không kịp tránh né liền trúng đòn mà ngã bò ra đất cậu đau đớn cái thân này run rẩy mà kêu la ui cha đau quá hạ u vi đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng lão thầy lý thì vui vẻ cười thầm trong lòng cho ngươi một lĩnh ngộ kỳ tài ngút trời quá mức cũng không tốt phải bị đè nén nhuệ khí một chút cảm giác giáo huấn đệ tử thiên tài thật sảng khoái từ sau đó là chỉ còn nghe được tiếng la của hàn chiến vang vọng cả một khoảng không ôi thầy ơi thầy nhẹ tay chút thôi tím tái mặt mày hết rồi nguyên cả một buổi tối huấn luyện đầy chăm chỉ dưới sự chỉ dẫn của lão lý chuyển cảnh sang buổi sáng ngày hôm sau tại học viện thanh đằng hàn chiến nắm tay hạ u vi đi tới phòng của hiệu trưởng cô ân cần hỏi thăm mặt còn đau không cậu giơ tay lên mặt xoa nhẹ tỏ vẻ ngại ngùng nhìn cô đáp lời đã sớm không đau mà ha 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 thầy đang đùa với ta thôi đúng là thiên tài thì đến đâu cũng có người ganh ghét chắn đường trước mặt cậu là ba tên học viên đứng đầu là tên luật mậu khua môi múa mép cười nhạo nói lời chế giễu cậu ơ ờ, đây không phải là linh khế sư thiên phú cấp sss tỏa ra dị năng trong khảo hạch sao ha 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 tỏa sáng rực rỡ có ích gì chứ còn không phải giống như rác rưởi bị người ta vứt bỏ sao ba người họ nói xong rồi lướt qua rồi huých vai cậu một cái hạ u vi thấy vậy có vẻ lo lắng hỏi họ nói vậy có ý gì nhỉ cậu nhìn cô chiều mến đáp lời không cần để ý tới lũ tép diêu đấy những tên này chính là một đám rùi bọ làm cho người ta thấy ghê tởm. Bọn họ tới rồi, hai người họ mở cửa phòng hiệu trưởng và bước vào, hiệu trưởng ngồi ghế mặt đầy trầm tư trông có vẻ hơi căng thẳng và thông báo cho họ, có một tin xấu báo cho hai người. Căn cứ phía trên sắp xếp, các ngươi từ hôm nay trở đi sẽ bị phái đến tổ chức bảo vệ thành phố Thâm Lam, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tiền tuyến từ dưới lên. Rút ra một tờ giấy đưa về phía Hàn Chiến, đây là thư thông báo, hãy nhanh chóng tổ chức báo cáo nhận lệnh. Cậu nhìn về lá thông báo, hai mắt dính chặt vô hai chữ tiền tuyến to đùng kia. Lão thầy hiệu trưởng trông có vẻ bất lực hai mắt nhắm lại cúi đầu tông giọng trầm lắng hẳn đúng tôi biết rằng quyết định này với tài năng của cậu là không trọng nhân tài nhưng đó là quyết định ở cấp trên tôi đã đấu tranh rồi nhanh thất bại hàn chiến cầm lên hai tờ thông báo đọc xong liền đáp lời hiệu trưởng không tôi chấp nhận quyết định đó cái này có lẽ chính là lời thầy đã nói đến con đường mà ta phải đối diện con đường mà ta phải đi ba tên kia thấy cậu tiến đến phòng hiệu trưởng nên cũng chưa đi ngay mà dừng lại tò mò hóng chuyện thấy hàn chiến phải ra tiền tuyến tên học viên luật mậu nói lời đầy khinh miệt Hàn Chiến, tôi đã nói cậu không bằng tôi rồi, cho dù cậu vượt qua khảo hạch khó khăn nhất thì có thể như thế nào, đắc tội chính phủ, chính là một con đường chết. Cậu nhận lệnh xong rồi quay về thì ba tên hãm tài vẫn đứng đấy chưa đi tỏ thái độ vô cùng ngông nghênh, trông vô cùng khó chịu luôn. Được đà lấn tới, tên luật mậu dùng năng lực dồn vào cú đấm tỏ vẻ khiêu khích, sao, muốn đánh tôi à, tối hôm qua tôi cùng tiêu mị lăn qua lăn lại một đêm. Lực lượng tăng gấp bội, cũng không phải là người có thể tùy ý bị dẫm đạp được, hàn chiến thấy hắn quá trướng và ngông cuồng cậu liền lao lên dùng một quyền tấn công hắn ta hôm nay sỉ nhục ngươi chính là vì rửa sạch sỉ nhục trước kia mà ngươi gây ra cho ta hai người lao vào đều dồn sức mạnh vào một cú đấm nhưng mà đã là nhân vật phụ thì làm sao mà thắng được tay của tên luật mộ vừa chạm vào tay của hàn chiến thì liền tím tái lại xương bị vỡ nứt ra ha 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 còn chưa chịu được ba giây hắn tay đã phải ôm tay rút lại mà kêu la thảm thiết a à, đau quá đi hai tên đồng bọn đứng sau cũng hốt hoảng giật mình không hiểu chuyện gì hắn ta không kịp phản ứng hàn chiến đã lao lên rồi tung một cú đấm thẳng mặt máu mũi xịt ra tửa lưa cả mặt biến dạng lệch mẹ một bên luôn không chịu nổi liền ngất xỉu phẩy hai mắt trợn trắng mà ngã ra đất đúng là hả hê mà hàn chiến dắt tay u đưa cô rời khỏi đi thôi người này đáng bị như vậy cô hỏi cậu bây giờ chúng ta đi đâu lão thầy hiệu trưởng thấy thế cũng chả thèm căn ngăn mà đợi kết thúc xong liền ngó đầu ra ngoài cửa phòng dùng hết sức hết lớn người đâu vương luật mậu mệt nên té xỉu mau đưa anh ta đến phòng y tế một lúc sau hàn chiến và hạ u cũng đến nơi đứng trước quầy lễ tân, xin chào tôi là, chưa kịp nói hết câu. Tên lễ tân ngồi chơi điện thoại chả quan tâm người trước mặt là ai liền lên giọng mà nói, ra cửa lấy số trước. Chờ gọi số lại tới, thấy vậy, cậu tức giận mà nói, tôi không ở đây để yêu cầu giúp đỡ, tôi tới để nhận chức. Tên đó nghe thấy hai từ nhận chức vang lên mà hết hồn chim én khiến hắn giật mình nhìn lên, giả bộ cười cười nói nói, ồ, là các cậu, đội phó triệu điểm danh muốn chết, à, không. Phải là thiên tài linh khế sư thiên phú cấp SSS duy nhất của thâm lam chúng ta. Hắn ta liền gõ máy tính điên cuồng để làm hồ sơ cho cậu và UV, hồ sơ của cậu đã được nhập, cậu đã được phân vào đội 0527, Hàn Chiến cũng đã được bổ nhiệm làm đội trưởng 0527. Trong tổ chức bảo vệ thành phố, mỗi thành đều có một tiểu đội đầu tiên chịu trách nhiệm giám sát những người bảo vệ thành phố khác. Những người bảo vệ thành phố khác được đánh số theo khu vực của họ. Hắn ta liền chỉ tay sang một bên và nói, "Văn phòng 0527 ở bên trái lối vào, mời vào trong." Cậu và UV quay đi lạnh lùng đáp, "Cảm ơn." Vừa bước đến nơi, mở cửa căn phòng ra là một cảnh tượng hết sức choáng ngợp trên mặt đất đầy bừa bộn quần áo vứt khắp nơi cậu và u nhìn thấy mà cũng có phần khiếp sợ đây là văn phòng của đội không năm sao loạn quá trời loạn từ phía giường đi tiến tới chỗ hai người họ là một cô gái tóc đỏ thân hình nóng bỏng mặc trên người là chiếc quần mỏng tanh ngắn cũn bó sắt làm lộ ra vòng ba săn chắc chiếc áo quá chật so với hai quả bưởi căng mọng đang lắc lư kia hai người là ai đến nơi này có việc gì hàn chiến thấy thế có đôi chút ngại ngùng giới thiệu tiểu đội trưởng mới đội số 0527, Hàn Chiến, cô gái tóc đỏ nghe thấy mà cũng ngạc nhiên, đội trưởng mới. Từ phía trên giường cất lên giọng nói, hả, còn chưa đủ lông đủ cánh mà lại muốn làm đội trưởng mới của chúng ta. Hắn ta nằm quay lưng lại rồi giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu, mau cút đi, nơi nào vắng vẻ thì cút đến nơi đó đi. Hạ U Vi thấy không được tôn trọng gì cả liền hét lớn. Sao anh lại nói như vậy? Cậu đứng bên cạnh nhì vậy mà cũng ngán ngẩm, thật chán trường. Người này vậy mà cũng xứng trở thành đội viên của tổ chức bảo vệ thành phố hắn ta nằm trên giường nghe thấy giọng của Uvi nói, liền bật dậy sỏ đôi dép lê và đi về phía cô với vẻ mặt đầy trêu gạo, giọng nói của tiểu cô nương mềm mại, dáng vẻ tức giận trông còn đẹp hơn, trông hắn vô cùng biến thái, tay định sờ mó cô, đôi mắt cứ dán chặt vào cặp bồng mơn mởn kia, thế nào, có hứng thú làm khế linh của tôi không? Tôi hứa, còn chưa kịp hứa gì, Hàn Chiến liền tung một quyền đấm thẳng bụng làm cho hắn bay ra xa, cú đấm như dáng trời, đau đớn không chịu được, máu xịt ra như mưa.